Xin chào các bạn. Thì ngày mai là Việt Nam, ngày mai Việt Nam đá trận bán kết. Thì mình không biết là có thắng hay không. Nhưng mà hôm bữa trận tứ kết là mình có mua cây cờ mà mình nó như thế này đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đó, là cái chỗ này người ta không chịu nối lại, người ta không chịu cố định lại. Nên lúc mình vơ cái cờ nè, nó cứ tu 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 như thế này, rất là khó chịu. Đó, thì hôm nay á mình lấy cái keo Vita này nè, là keo mình đang bán luôn đó. Thì mình dùng cái keo này để mình dán cái thằng cờ với cái này để mình cố định lại. Mai Việt Nam mà thắng rồi đem đi quơ cho đã, đi bảo nó sướng. Còn gì mình dán cho các bạn xem nha. Keo mình là dạng keo dán đa năng, thì nó dán nhiều nhiều thứ lắm. Thì chính cái nó thì vẫn dán là giày dép với lại nhựa là nhiều. Còn lâu lâu thì chẳng hạn như đây sản phẩm thế này nè, mình có thể sử dụng được. Thì mình đang làm buổi tối, tại vì ngày mai tại vì thường cái keo này nè khoảng là 24 tiếng rồi nó mới ok, nó mới khô ok. Thì để tranh thủ ngày mai mình đi bảo, mà thắng đi bảo thì phải nên dán dán bây giờ, để ngày mai dán mình sợ nó trễ quá. Mình dán này, mình dán cái xung quanh chỗ này, xung quanh cái thân cây tre này, mình dán xung quanh, mình vét vừa thôi cũng được, không có nhiều. Nó dự là nó đã dính cứng ngắc. Đi chạy. Đây. À, xong. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi xong, các bạn kéo xuống cái phần đó, cái này. Đi chạy. Đó, ngay cái chỗ đơn giản luôn. Các bạn nhìn vô. Ngày mai là quẩy vô tư rồi. Ngày mai Việt Nam mà thắng là quẩy sướng. Đó, xong. Thế này thôi. Các bạn dán thế này thôi nha. Đó là mai là nó khô rồi đó. Đó. Quẩy vô tư. Bắt vô tư. Ừ. Thì ngày mai nếu mà Việt Nam mà thắng á, trước khi đi bảo á, mình sẽ làm clip để quẩy này cho bạn xem. Nếu Việt Nam mà thua thì thôi mình đưa clip này lên thôi. Còn clip mà test thì hỏi thì chắc lúc đó buồn. Buồn buồn không làm clip đâu. Rồi thôi nha, bye bye các bạn. Chào các bạn đã xem clip của mình nha.